Rồi bây giờ bắt đầu đi vô nhà này nha. Cái decor của nhà này nó có tới hai cái dấu ớ, nó gọi là arch. Cái nhà này có vẻ là ngon lành hơn nhà nãy luôn á. Để coi như ha, nhà này họ bán nhiều. Cái cầu thang làm bằng composite, thứ mà loại người ta đóng tàu. Đóng tàu rất là chắc. Đây nó có cái hai lớp cửa kính. This one's 139. It's not as nice as that one. But it seems outside it decorated more beautiful than inside. Yeah, outside it's got a little more character than that. The other one's plain. This has got a little. But I love the kitchen here. It's bigger. Huh? The kitchen here bigger. This is 139. Yeah. And how many square feet? 1872. Nhỏ hơn 1872 square feet, nhưng mà sao nó decor cái bếp này bự dữ vậy ta. Cái này bằng gỗ. This kind of wardrobe. Nó đã là 150 ngàn á. Rồi đã vậy còn tặng thêm cho cái tủ lạnh với lại cái giếp khạc 2,5 nữa nè. Đẹp quá. Bill, I think we should replace our mobile home. Cái phòng khách kìa. Well, okay. Let me pull my wallet out. I can pay. I'm sure I can pay. This is a master bedroom. That's the master. It's not quite as nice as the other one. Everything seems smaller a little bit, but because the other one, how so big good. Is the other one? 21. Cái kia 170 ngàn, này 140 ngàn, trên nhau tới 30 ngàn mình chưa bộ. Nó vẫn có stand bath nè, stand bath này mình thấy còn thích hơn nữa. Cái kia thì nó hơi xây, còn này nó đúc nguyên khối luôn. Không có sợ, có chỗ ngồi luôn. Trời ơi, 140 ngàn này mà dài. Đâu có giờ đổi được, nhưng mà dễ clean up lắm, dễ lau chùi lắm. Quá rộng luôn á. Cửa sổ nè. Double xin này là laminate chứ không phải là đá granite. Nhưng mà nói chung cái decor theo kiểu Nhật Bản này quá đẹp. Đó. Thấy không quý vị, cái này là master bedroom á. Mình nghĩ ở trong này chắc 12 x 12. Cái phòng kia nó tới 14 x 14. Other master bedroom is 14 by 14. This smaller but everything is good. Yeah, it's not bad. I think I should get this sale 30,000 maybe. Cái này là cái closet nè. Cái chỗ nghỉ nè. For what? This is washer and dryer. Nè, phòng giặt sấy nè. Hồi nãy kia nó có hai cái kệ tủ. Nhớ không? Nhưng mà ở đây nó có cái kệ nhỏ dưới này. Nhưng mà nó cũng ngay cái cửa sau. Ở đây nó cũng có cái phòng để treo đồ đạc, nhưng cho mình nguyên một cái kệ này lớn hơn. Yeah. Bit in here too. Bit for the your jacket. Yeah, supposedly for your jacket. And so good. Is this good? Full bath. Yeah. Oh, cái này tới hai cái sink luôn. Cái kia cái toilet thứ gì không có hai sink, cái này có hai sink, hai cái gương. Có cái bồn tắm đứng mà không có cái cửa kính, phải xài cái màn cũng được. Mình yêu cầu nó, mình trả giá nó, mình kêu nó làm cái bồn tắm đứng. We order that. Cái này là bồn tắm này cho. Okay. See this one, babe. This is for the AC. We can order it to make the door here. How much more is that roughly? Not a significant difference. $1,000.
This can be a fifth bedroom. Yeah, big closet. Not big, but we can do it's you like can, office. Now, if you want, you can order it, and they'll give you one that has a door here at the wall. Một phòng ngủ nữa nè. And it's only a same size with other house. Wow, I like it, baby. I like the first one small, best. No, so this small, smaller a little bit, but cheaper, 30,000. Yeah. You know how big the 30,000? But this is 2 door, not 3 door. Other house is 3 door. 3 door. Three what? 3 door. This small, cái phòng này nhỏ hơn phòng lần kia. Nhỏ hơn chắc cũng có 1 feet tới 2 feet đó. Tại vì cái 2 feet này nó lấy qua nữa đi. How wide this? Double size up 14 or? Is this 14, 14? Is that pretty now that's standard? Eve, so your floor is 26. 1, 2, 3 phòng. Cái master bedroom nữa là 4 phòng. Cái này nữa là 5 phòng. Phòng này khá là lớn đó con. Nó bự bằng cái master bedroom. Khách đồ ở chánh đá luôn. We can, we cannot buy here and delivery other state. No. Other state. No. To where? It becomes more. California. Oh yeah, no, can't do that. How about Florida? We have a big land in Florida too. We love to live in Florida. We have a Disney World and many cruise ship in there. But we don't have a double slide door like on the house? No. No wonder, it's cheaper. Cái nhà kia nó có hai cái cửa kính. Nó ở nhà này không có. Mình có thể set up cái phòng mà. This don't have double slide door at the living room. No, it doesn't have a that's why it's cheaper. But the outside, they decorate look good, baby. Yeah, it's got those little columns.